không cai nè. Cai nha. Cai mà. Không được cai. Ngô Quý Nhân, xin dừng bước, người không được vào trong. Tại sao ta không được vào? Bẩm Ngô Quý Nhân, Thượng Nghi Hình là nơi quản giáo cung nữ, trong đó rất là dơ bẩn, người không nên vào. Quản giáo cung nữ, lẽ nào không phải là trách nhiệm của chủ nhân mỗi cung? Nếu ai cũng nghĩ giao hết cho Thượng Nghi Hình là xong việc, thì làm sao xứng đáng là phi tần của hoàng thượng? Ngươi đang coi thường phi tần của hoàng thượng hay sao? Việc này ngươi còn không mau tránh được. Khai mau! Ngươi có chịu khai không? Tỳ chỉ phụng mệnh thẩm tra cung nữ. Ngươi mà cút ra cho ta. Dạ. Chủ tử, ngươi bị đánh có nặng không? Không nặng, nô tỳ không sao hết. Thu Cúc còn nhỏ tuổi, làm việc không suy nghĩ, đã liên lụy đến ngươi rồi. Chủ tử, việc người sai Thu Cúc đi làm tới đâu rồi? Sao tới nay Thu Cúc chưa về nữa? Nô tỳ cảm thấy lo lắng cho Thu Cúc. May mà Thu Cúc không có ở nhà, nếu không với tính tình của nàng ta, chắc chắn sẽ liều chết với Trang Phi ngay giữa điện. Ta cũng lo lắng cho Thu Cúc nữa, nhưng ta nhất định sẽ tìm cách để cứu ngươi ra khỏi đây. Chủ tử tuyệt đối đừng làm gì hết, nếu không sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng đó. Nếu ta không bảo vệ được ngươi, thì ta còn mặt mũi đâu mà gặp tiên hoàng hậu dưới suối vàng chứ. Đừng lo lắng. Nói ta biết, bọn chúng đã tra khảo ngươi những gì? Bọn chúng đã hỏi rất nhiều, nhưng có một câu nô tỳ cảm thấy rất là lạ. Bọn chúng hỏi lúc trao khăn có chủ tử ở đó hay là không. Có khi nào bọn chúng muốn hại chủ tử hay không? Không được, nô tỳ thà chết cũng không nhắc tới chủ tử và Thu Cúc. Thật sự là không đơn giản. Nô tỳ đã hết lời can ngăn, nhưng Ngô Quý Nhân vẫn cố tình xông vào, lại còn la nô tỳ nữa. Chuyện này không đơn giản như vậy. Lan Nhi, trước hết Trang Phi muốn nghe cái gì thì ngươi cứ khai ra để bảo toàn tính mạng. Bảo với ả ta rằng ta có tặng cho Phạm Thủ Quý một chiếc túi thơm hoa quỳnh. Dạ. Người nhớ nghe chưa? Nhớ đó. Dạ, nô tỳ biết rồi. Để xem ả ta có dám làm loạn trước mặt bổn cung hay không. Chủ tử hãy cứu nô tỳ. Nô tỳ vì nghe lời của chủ tử mới đưa đồ cho Phạm đại nhân. Ai biểu các ngươi làm việc không cẩn thận, để người khác bắt gặp, ta cũng không cứu nổi người đâu. Chủ tử, đừng bỏ nô tỳ mà. Nô tỳ không muốn tự chết. Tự làm tự chịu. Nể tình tiên hoàng hậu, ta sẽ cho thêm cha mẹ ngươi một ít tiền. Đừng có mà liên lụy đến ta. Chủ tử ơi, hãy cứu nô tỳ đi mà. Nô tỳ không muốn chết. Thỉnh an Trang Phi nương nương. Thần thiếp xin cáo lui. Thật là tội nghiệp. Trang Phi nương nương, Trang Phi nương nương ơi, xin cứu nô
bà, Trang Phi nương nương. Trang Phi nương nương, xin hãy cứu nô tỳ đi bà. Nô tỳ không muốn chết. Nô tỳ to gan còn không mau khai ra. Cao Phúc, đúng là một cô nương xinh đẹp. Sau khi hoàng hậu chết, chính nhà ngươi đã sinh theo Ngô quý nhân mà. Bây giờ đã thấy hối hận chưa? Ngươi có còn muốn sống nữa không? Nương nương, nương nương nhân từ độ lượng, xin cứu mạng nô tỳ. Được, vậy ngươi hãy nói cho ta biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Dạ thưa nương nương, chiếc khăn tay đó không phải của nô tỳ. Nô tỳ xin thề là do Ngô quý nhân sai nô tỳ đưa cho Phạm đại nhân. Nô tỳ không biết gì hết. Chẳng lẽ Ngô quý nhân và Phạm thủ quý tư tình với nhau? Dạ. Đừng lo, ngươi đã dám có lòng can gián nói cho ta nghe, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nói. Ngô quý nhân và Phạm đại nhân là thanh mai trúc mã. Ngô quý nhân tặng khăn tay cho Phạm đại nhân, không chỉ có khăn tay mà còn có túi thơm hoa quỳnh. Hoa quỳnh? Chẳng phải chỉ có Ngô quý nhân mới biết làm hương liệu từ hoa quỳnh hay sao? Thật là đặc biệt. Dạ thưa nương nương, nhưng không chắc chắn là Phạm đại nhân sẽ mang theo bên mình. Không mang theo bên mình thì ta tạo ra một cái. Lan Nhi, đến lúc ngươi lập công chuộc tội rồi đó.